xin chào cô chú anh chị mình buổi chiều hôm nay thì em có lên chị một con đực bô xin và một bò mẹ con bò cái ba bơ nha mẹ cũng bầu quẹ rồi nha anh chị đây là đực bô xin nha thì con đực này thì nói chung là con bò này tình trạng là hoàn thiện hết nha anh chị em đảm bảo cho anh chị mình nha tình trạng con bò đực bô xin này đầu chuẩn bò hết nha thì con bò này thì tướng tá thì nó cũng hơi dẻo bò nha nó cũng à, gắm gấm bò nha anh chị nhưng mà nhìn được chứ không phải như dạng bò còi xương nha đó thì bò có sao thì à, em báo cho anh chị mình vậy ha thì con bò này á, thì nó rất thích hợp cho anh chị mình mà à, mình không có tiền nhiều á thì anh chị mình bắt cái con bò này mình đem về nuôi thúc nha anh chị thì con bò này thì nó cũng già tháng rồi nha nó được 10 tháng và nó cũng đã cứng bò vàng bọng thì có sẵn anh chị mình thấy ha đó mặt mày đầu trụi xái tích là đóng nghiêm chỉnh nha anh chị lông da liền lạc ha giò cẳng ok không có tật lỗi bú giò bú cẳng gì hết đó cu giấy đầy đủ hai hòn ha thì cái con đực bô xin này á, thì à, à, em đo ngay sáu lưng á Thì con bò này á, thì nó cao là 1 mười hai bò nha Đó, đầu trụi Bò này thì à, giá em bán cho anh chị mình chỉ có 10 triệu à Vì vậy anh chị mình à, ít tiền á, thì mình mua cái con bò này mình đem về nuôi ha Có 10 triệu nha, anh chị bao tật lỗi cho anh chị mình nha Đó, giá chỉ có 10 triệu à Thì nói chung là cô chú anh chị mình á Mà mình có... À, theo dõi chương trình của em á mình thấy con bò này á, thì nó hợp giá túi tiền của mình thì anh chị mình cứ nhấc máy alo chốt cọc liền tay cho em nha bây giờ em sang mẹ con đây là bò mẹ nha bò mẹ này á, thì sáng à, mặt nha vậy chị lưng thì đóng nghiêm chỉnh hết bò này á, thì nó cũng qua đen ha bò này thì đúng chèn giò cẳng đi chân kiền khú đen nha anh chị móng sò nha anh chị thì con bò này á, thì tình trạng á là ở ngay phần đầu ở ngay phần trán ở trên á thì nó do bị rùi mũi bu cắn nhiều nha vậy nên là có bị tróc lông ha còn ở phần lưng thì à, à, lóng hơi sù sù lên nha anh chị Thì có sao em nói cho anh chị mình vậy ha Còn về màu da thì anh chị mình thấy ha Đỏ mặt rất là đậm bò Đó chân thì chân kiền khú anh chị cũng thấy rồi ha Thùng dạo cũng có luôn Tướng tá thì đòn dài Bò này thì sát to nha anh chị Đó bò mẹ này em đo ngay sớ lưng Thiện cao 1m33 bò nha Nói chung là cái con bò này thì nó bầu lại rồi nha anh chị Chữa lại 3B gần 5 tháng nha Hồi trưa thì em có nhờ khu y vợ gần nhà qua khám rồi nha Thì em bao bầu cho anh chị mình nha Chữa là gần 5 tháng nha anh chị Bao chữa nha, bao khám Bao lòi cho anh chị mình tớ đẻ luôn nha anh chị Cao thước 33 bò nha Thì con bò này đang bầu là ba bê là lứa ba nha Còn con nó là con bên kia ha Nó đang con nó thì là Làm bò cái ba bê nha Đang gồm con à, anh chị mình thấy không bò này á thì anh chị mình đem về nuôi á thì mình nuôi cỡ đẻ dựng chục con chị bán sát không cũng có tiền nha tại sát bò mẹ lớn nè ngay phần đầu anh chị hắn bị chóc lông nha đó chứ không phải xà mau nha anh chị tại vì chủ nhà này nuôi cũng rùi mũi nhiều quá không có thuốc sạch á à, thì nó bị rùi mũi mô nên nó cắn anh chị nên là nó bị mất phần lông ở phần trán nha thì bò mẹ này em bán chị mình là 24 triệu năm trăm nha còn bên đây là bò con con nói nha anh chị bò này thì mề lắm nha đó chị ha bò cái mà cái rúng dài nha anh chị giò cẳng hay là mặt mày đủ nghiêm chỉnh hết nha đó điểm quay lên cho chị mình coi nè lưng thì lưng đôi nha anh chị mặt mày thì em bò này thì nó nhú sừng rồi nha đó chị mình coi ha lông da đen thui bò này thì bò cái ba bê bông nha anh chị đó chị mình coi nè đó đòn dốc thì dài ha bò con cái này thì em đo ngay số lưng thiện cao là mét 12 bò nha đó, bò này thì nó gần 8 tháng rồi nha anh chị. Mẹ chửi là gần 5 tháng nha. Đó, bò con này thì à, tại vì mẹ con này á, thì nó cũng lớn rồi á, nên em sẽ tách trang bán lẻ cho anh chị mình ít tiền thì mình đem về nuôi ha. Bò cái bò bơi này thì em trẻ ra là 13 triệu 500 nha. Còn bò mẹ thì 24 triệu 500. Bò mẹ thì bầu lại là gần 5 tháng rồi nha anh chị. Chủ nhà này thì người ta nuôi người ta cấy bò bê hay không nha. Người ta ưng cái dòng bò bơi người ta cấy bò bê hay không nha anh chị. Thì cô chú chị mình xem chương trình của em. À, mình muốn mua mẹ con này Hoặc mình tách lẻ là thì em cũng bán ha Giá cũng đã cập nhật rồi Thì anh chị mình theo dõi kênh Và mình muốn sở hữu được những cái con bò ngày hôm nay Ở trên kênh em á Thì anh chị mình cứ liên hệ qua xương thoại cho em ha Chốt cọc liền tay cho em Còn bây giờ thì em thân ái chào tạm biệt anh chị mình gần xa nha